Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, diễn biến dịch bệnh phức tạp mang đến áp lực ngày càng tăng thủ tục xác nhận f0 và xác nhận bệnh nhân khỏi bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố nêu rõ diễn biến dịch bệnh rất phức tạp và Hà Nội có ngày trên 10.000 ca mắc Covid-19, 74 xã phường đã chuyển sang cấp độ 3. Tuy nhiên, số bệnh nhân thể nhẹ, không triệu chứng chiếm đa số 96%, trong đó 95% tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà. Thành phố luôn theo dõi, nắm bắt chặt diễn biến dịch bệnh, số chuyển tầng, số ca điều trị tầng 2, tầng 3 vẫn được kiểm soát. Trong tuần qua, một số quận huyện có số ca mắc tăng cao như Hoàng Mai, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn. Ở một số địa phương, người dân phải xếp hàng gây bức xúc. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà thông tin, Việc xác nhận F0 hay hết thời gian cách ly, người dân có thể tự làm test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp, nghĩa là thực hiện online cũng được. Bên cạnh đó, các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý F0, cần huy động thêm các lực lượng thanh niên, phụ nữ mới đủ nhân lực phục vụ nhân dân kịp thời.